Hello anh em, hôm nay là tiếp một idol TikTok đến nâng cấp quả màn hình 13 inch dành cho VinFast là xăng thành VinFast điện. Bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn mà. Rất ưng. Với cả là tư vấn bạn quả camera ghi lại 3 hướng trước, trong và sau. Ok à? Quá ok luôn. Tiếp tục là chiếc lắc A của bạn thì mình tư vấn là nâng cấp quả loa siêu trầm. Tại vì cái loa trầm của nó là hơi chán. Đúng rồi, nó bị cái giải bát, nếu mà loa zin thì giải bát nó không được sướng lắm. Nghe phát là biết luôn là cái nhạc sàn trước là cứ phục thì khó chịu lắm. Ok, đây là một idol hơn nửa triệu lượt follower đấy, ở trên TikTok và các nền tảng cực kỳ hot. Hãy quay đến cho anh em xem nhá. Chiếc xe này là bạn lấy lâu chưa? Tớ mới lấy được 5. Ok, đấy, cái mặt ca lăng Messerti này. Đây, quay vào trong cho anh em xem. Thử có đẹp không? Ok không ạ? Bạn thấy ok không? Quá ok luôn, tớ ưng nhất cái quả màn này đấy. Đẹp đúng không? Đẹp. Cho rất đẹp. Không gian nội thất luôn đúng không? Đấy, nhìn sang hẳn lên giống xe điện. Thế bạn ngồi sang đây đi. Ok. Đấy, quả loa trầm thì mình cũng bảo bạn là đặt ở dưới gầm ghế này luôn này, nó có. Công nhận là mình không biết nó ở chỗ nào luôn. Còn nếu như mà xe này không thể đặt được đằng sau đâu, nếu mà đặt đằng sau nó sẽ bị bí. Nên là con này chỉ đặt ở gầm ghế thôi. Không, rất là gọn mà lại âm thanh rất hay đúng không? Hợp lý, bạn hợp lý. Mở to xem nào. Vặn này đúng không? Rồi, vặn to lên thôi. Rất là đầm quá. Đầm mà chắc đấy. Bát nó chắc. Được đấy bạn ạ. Ok à? Quá ok. Sướng tai quá. Đấy, nó phải thế. Đấy, rồi, đây, giới thiệu chi tiết cho cả nhà. Đấy, đầu tiên là cái camera này, bạn lấy cái app, bạn mở ra tôi cái. Đấy, con này là quay một cái đằng trước này. Đây đúng không? Camera hành trình đây đúng không? Đúng rồi, một cái okay. Là trong xe này, con này bạn mà nhún nhảy trong xe là bạn phải nhớ rút nguồn đó nhá. Ok, tôi sẽ nhớ rút nguồn. Cái đấy thì không phải nhắc rồi. Đây, mặt trước đây đúng không? Đúng rồi. À đây 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 đây. Hai anh em mình đây. Hai anh em mình đây, trong xe này. Đúng rồi. Phát nữa sau. Đằng sau xe. Đằng sau xe chỉnh nó lên tí nữa. Vặn vặn nó lên thôi. Vặn vặn lên à? Đúng rồi, vừa mới lắp xong tí mình sẽ chỉnh lại cho bạn tí. Rồi, còn cái mặt dưỡng này bạn thấy là từ khi mà nó chuyển từ cái dạng dọc sang dạng này bạn thấy nó sang không? Sang hơn nhiều chứ. Tất cả cái thiết kế mới nhất của xe điện VinFast VF8 VF9 là tôi thấy là đều nó như này cả. Đúng rồi. Thì là mình bắt kịp thời đại nó đấy. Và nó đẹp. Quan trọng rất là nét. Quan trọng tôi thấy nét. Rất là nét luôn. Cam 360 này, riêng cái quả này nhá. Bạn mà mới lái hoặc là bạn mà hay đi nhổ cây mà những cái vùng bạn bảo là hóc hiểm gấp bao nhiêu lần so với là cái bản zin. Công nhận là như thế đấy. Thực ra tớ cũng tìm hiểu rất là nhiều rồi mà tớ quyết định chỗ bạn là rất tin tưởng đấy. Và bây giờ đúng là tớ hoàn toàn là được chinh phục luôn. Sáng nét. Sắc nét. Mà cái này nha, nó ghi hình bốn hướng luôn. Ví dụ như tí nữa cắm cái quân B là nó ghi cả bốn hướng luôn. Cái con này nó ghi cả ba hướng luôn. 7 hướng được ghi. Mà cái quan trọng nhất là ra lệnh giọng nói, bạn sử dụng trên ghe bạn bấm cho mình này. Đấy, bạn bấm thôi. Mở video nhạc Tết. Đấy, là nó chạy ra cho bạn luôn. Đang mở video Tết. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, cái này có thể là mình cắm sim hoặc là mình ấy. Cái này có thể là mạng mẹo nó kém. À đây này. Đấy. Mình đỡ phải mó tay vào nhỉ? Đúng rồi. Đấy, mút tay lên. Đây là tiện, an toàn hơn nhiều đấy. An toàn hơn nhiều. Ừ. Ra lệnh giọng nói, cái này là bản đồ cảnh báo tốc độ này. Tức là đến chỗ nào mà giới hạn tốc độ là nó cảnh báo luôn á? Đúng rồi, đây bạn đi đến đây là đang không cây này, bạn đi đến 50 là nó báo luôn. À. Mà cái này rất hay nha, bạn dùng ba cái ngón tay bạn kéo phát ra về giao diện màn hình chính này. Việt map nữa này. Cảnh báo tốc độ luôn. Oh. Cái này bạn tải một cái Việt map live ở trên điện thoại ấy, là đi đâu là không bao giờ lo chạy quá tốc độ vì nó cảnh báo luôn à? Cảnh báo luôn. Đấy, trên điện thoại luôn. Trước là tớ tưởng là trên xe tớ chỉ như thế nên trang bị cái này vào là tiện ích nhỉ. Công nhận được đấy, ngon hơn hẳn. Với cả là cái khoang nội thất, nhiều lúc mà mình giải trí hoặc là mình xem cái nội thất nó đẹp hơn hẳn, đúng không? Khu vực này rất là đẹp nhé. Đấy, màu cái sắc nút bấm này nó cũng đây, bấm vào một cái là chuyển được nhiệt độ. Rồi bấm vào cái nữa là chuyển quạt gió mức gió. Ok ok. Đấy, bấm vào cái nữa là vặn to nhỏ âm lượng.
Ờ, trước đấy là tớ cứ phải là thao tác trên cái màn hình dọc của nó. Đúng rồi. Và nó khá bất tiện mà mình đôi khi mình tham gia giao thông bị nguy hiểm. Đây là vặn là được luôn này, bấm phát là chuyển này, đúng không? Đấy 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 đấy. À. Ok ok. Đấy. Thành thạo đấy. Con này là mình còn tặng các bạn một lọ nước hoa xịn. Úi giời. Dòng này là ở đâu? Germany Oil, hàng xịn đấy nhá. Đức à? Có nghĩa là nếu mà tinh dầu là từ Đức, đài Germany Oil này. À. Còn là sản xuất của nó là từ Hàn Quốc. Hàn Quốc. À, rất là xịn sò. Cái này một lọ được 6 đến 8 tháng đấy. Thơm phết đấy, nhìn có qua ngoài đấy, thấy thơm rồi này. Ui, cảm ơn bạn nhá. Ok luôn. Quá tốt bụng luôn. Có quả màn hình này phải công nhận là rất là đẹp đấy anh em ạ. Công nhận. Ừng quá anh em ơi. Không phải là bán mà mình ấy đâu, riêng cái mặt dưỡng này là nhập vào là hơn chục triệu rồi. 13 14 triệu rồi, riêng cái dưỡng này mà. À. Nó đạt thế bởi vì là nó thay lột xác hoàn toàn luôn. Đúng rồi, cái khoang này gần như là mình không còn cái tí nhận diện nào của đúng cái rồi, xe cũ trước đấy nữa. Nhưng mà nó rất là ăn nhập với cả cái phần này. Màu mè là ăn nhập luôn. Xẹt tông luôn. Ờ đúng đúng, đúng đúng ok đúng. Luôn. Rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha. Cảm ơn các idol. Nếu mà các idol có nhu cầu mà độ xe qua mình nhỉ. Anh em cứ qua Trung Auto đảm bảo sẽ được chiều hết nấc luôn. Muốn gì được nấy, chắc chắn là như thế. Rất nhiều dịch vụ hay. Anh em qua nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi, cảm ơn bạn đã ủng hộ nhá. Ok, ok các bạn. Cảm ơn rất nhiều.